Sổ màu nước gì mà bé tí teo thế này, làm sao mà vẽ được gì nhỉ? Đây là câu hỏi mà Tanuki nhận được rất nhiều từ khách hàng. Ấy vậy mà mọi người có biết rằng đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại cửa hàng của chúng mình không? Chưa bàn đến chất lượng thì mọi người có công nhận rằng là em ý có vẻ ngoài rất là xinh xắn không? Chính vì không thể nào cưỡng được những thứ xinh xắn đáng yêu như thế này mà mình đã tậu hết tất cả các mẫu của em nó về mọi người ạ. Đến lúc mình test thử thì chất lượng của quyển sổ này cũng khá là ổn áp nha mọi người. Tất nhiên là nó sẽ không thể bằng những cái loại giấy màu nước cao cấp như là bao hông hay là lây tân được. Nhưng mà những cái yếu tố cơ bản như là độ chịu tẩy hoặc là độ bám màu của cái giấy này khá là ổn. Tuy có rất là nhiều mẫu xinh xắn ở bên ngoài cho mọi người lựa chọn, tuy nhiên cái vân giấy ở bên trong thì là vân hot press nha mọi người. Và tất cả các giấy trong sổ này đều là định lượng 300gsm, nên là mọi người có thể tô thoải mái mà không sợ em ý bị cong vênh gì đâu. Tiểu chung thì đây là một quyển sổ màu nước khá là dễ thương và phù hợp cho mọi đối tượng. Bạn nào thích vẽ tranh siêu nhỏ nè, thích ký họa nè, hoặc là thích tham gia những cái challenge màu nước nhỏ nhỏ xinh xinh tàu nhanh thì quyển này rất là phù hợp cho các bạn đấy nha.